chào các bạn, mình tên là Nguyễn Văn Nhi, năm nay mình 7 tuổi, mình học lớp 2, trường tiểu học Quang Trung. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn bản đồ Ren Mí, một ca khúc đó là bài Đi cấy dân ca Thanh Hóa. Lên chùa bé một cành xanh, lên chùa bé một cành xanh, cơm bằng để đi cây sang trăng.